À để tạo tiếp theo tôi sẽ nói tạo chúng ta tạo một cái uh, một cái uh, uh, ru trên tường lửa thế các cái ru trên tường trên lửa có thể tạo sẵn ở đây chúng ta muốn tạo một cái ru thì chúng ta có uh, thể uh, dùng uh, in rule hoặc rule tùy theo cái mục đích của chúng ta nếu mà chúng ta có một cái máy tính mà chúng ta muốn là các máy tính ở trong mạng muốn truy cập đến chúng ta thiết lập tường lửa trên nó thì chúng ta tạo in baru ví dụ như tôi có một cái máy tính và tôi Uh, chia sẻ dữ liệu tôi muốn cấm một cái máy khác truy cập đến mà không cho truy cập ra thế thì từ tôi sẽ tạo inbaru đấy. còn muốn cái máy tính của chúng ta muốn không truy cập ra ngoài internet thì chúng ta sẽ tạo avaru đấy. thế để chúng ta tạo avaru chúng ta sẽ chọn mục inbaru và chúng ta lưu du à, phần tiếp theo chúng ta sẽ chọn mục ở đây có các mục là ru tai kiểu ru rồi chương trình có uh, broco uh, tức là giao thức và cổng rồi scope phạm vi rồi hành động rồi là profile file lên thì chúng ta chọn một cắt tầm cắt tầm là bạn có thể ở đây chúng ta có thể chọn nhanh chọn một program là chúng ta chặn chương trình có thể cho phép hoặc chặn chương trình thế còn bot là chúng ta cái du mà cho phép chúng ta ví dụ điều khiển là cái cổng ví dụ tcp hoặc ub chúng ta biết bot ví dụ như web tổng 80 chúng ta có thể gắn ngay chặn cổng tcp bot 80 chặn cổng web ví dụ hoặc là cho phép còn uh, body đi file là chúng ta định nghĩa trước cái đấy còn cắt tầm là chúng ta có thể tùy chọn thế chúng ta ở đây có hai cái một là cái on Program, hay là Read Program thì chúng ta ví dụ với uh, tất đây là cho phép tất cả chương trình và đây uh, với chương trình với chương trình chúng ta có thể ví dụ chạy cái tên cái chương trình ví dụ chúng ta cấm address uh, bao uh, dạ ví dụ thế chúng ta có thể chặn cái đấy ở đây là nó, tôi nói về bộ giao thức uh, TBCBID tôi đã trình bày cho chúng ta rồi bởi vì đây nó chuẩn bị đến cái phần post chúng ta cần chú ý thế thì uh, phần tiếp theo đó là uh, phần tiếp theo ở đây là cái phần rất quan trọng Đấy, thì đa số các bạn cấu hình sai như thế này. Thế thì ở đây thì nói thứ nhất là bot tai, là gì? Tức là cái cái ví dụ như đây là giao thức TCP UDP. À, ví dụ như mình muốn chặn ví, ví dụ mình muốn chặn cái uh, cổng web chặn cổng web server chặn thì mình phải chọn cổng cổng TCP và bot 80. Đấy. Ờ uh, brocon ở đây là bộ giao thức TCP UDP. Thế còn cái brocon Number có thể là số hiệu luôn, chúng ta chọn có thể chọn số hiệu ở đấy chính là có chính là số hiệu đấy chính là cái số hiệu tiếp theo là local bot à, nếu là inbound thì đây là bot của máy đích tức là nếu là inbound tức là nếu mà uh, chúng ta có một server ví dụ chúng ta có một server nhá chúng ta muốn tạo cái ru trên server này nhá ví dụ như là chúng ta cấm mà ví dụ chúng ta cấm chúng ví dụ cái sự cái máy tính của chúng ta chính là web server đúng không chúng ta muốn cấm cái máy khác ở trong mạng lan truy cập đến cái chúng ta cái trên cái máy của chúng ta chúng ta muốn uh, cấm cái máy khác uh, cấm cái máy khác truy cập vào cái máy của chúng ta ấy. thì chúng ta thì trong trường hợp của chúng ta ở đây chúng ta chính là máy đích đấy bởi vì đây về là in bao in bao chính là đến nó đến mà đến cái máy đấy thì chính là máy đích thế còn uh, remote bot ở đây trong trường hợp này là tất cả các máy tính ở máy tính từ xa đấy. thế thì đây, đây các số hiệu cổng chúng ta nên chú ý nhớ các số hiệu cổng như này thế thì đa số chúng ta chú ý cái đấy chú ý nếu mà ở đây nếu mà chúng với cái máy tính của chúng ta mà in vào ru thì chúng chính chúng ta là đích lâu cần bot chúng ta là đích bởi vì chúng ta xây dựng từ nửa và người khác truy cập đến cho nên cái lâu còn bot là cái đích chúng ta đến ví dụ chúng ta chặn cổng xe thì cái lâu cần bot của chúng ta ở đây nó sẽ là bốn năm đấy còn nếu mà chúng ta cái NS server nên chúng ta và chúng ta cấm cái máy người khác muốn cấm truy cập vào cái server của chúng ta thì mình chính là lâu cần bot bởi mình mình là đích mà mình chính là người tặng, người muốn đến đấy xin cần bot thế còn đi bot là cái bot khác ở cái máy khác tiếp theo đó địa địa chỉ ip ở đây thì uh, chúng ta sẽ có thể là cho phép là cái máy nào như, tôi nói đây là nó sử dụng cái gọi là access list mở rộng thì cái ở đây cái lâu ip lâu cần ip và nếu mà nó là in bao nhé nếu in bao thì nó chính là địa chỉ uh, địa chỉ của máy của mình ví dụ tôi là có máy 1.3 thì là có phải mà người khác sẽ truy cập đến tôi đúng không thì tôi sẽ là đích à, tôi sẽ đích lâu còn ở đây chính là đích lâu còn IP là đi đích còn remote có thể là tôi cấm cái máy 1.6 hoặc là 1.20 các cái máy tính này cấm lên tôi à, thì đây chúng ta thấy là nguồn là đâu nhỉ nguồn này chính là cái ông là 192.168.1.6 đến 1.20 còn đích là gì nhỉ đích là 1.3 chính là chúng ta chính là rule của chúng ta đấy chúng ta chú ý đấy nếu mà đa số chúng ta cấu hình sai từ nửa và do chỗ này chúng ta không phân biệt rõ thế nào in baru, out baru rồi tiếp theo chúng ta sẽ chọn phương thức là ờ uh, allow, allow question tức là cho phép hoặc là gì nhỉ? Ờ uh, cho phép uh, cái kết nối này nếu mà bảo mật hoặc là block question tức là đây là một phép là đây chính là permit, allow permit, còn block chính là deny chúng ta hiểu là uh, một cái là cho phép một cái cấm